Người ta cho hỗn hợp gồm hai alkan đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng là 10,2 gram. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp alkan này thì cần chừng độ oxy. Câu A là tính khối lượng của CO2 nước tạo thành. Bước đầu tiên chúng ta sẽ gọi công thức chung cho hai alkan. Gọi công thức chung cho hai alkan đồng đẳng kế tiếp. Ta ghi tắt nha. Đồng đẳng kế tiếp là CN trung bình H2N trung bình cộng 2. Được chưa? Trong trường hợp này em đi tính cho thầy luôn mol oxy. Lấy 25,76 chia cho 22,4 thì nó bằng 1,15 mol. Cái đó chúng ta có phương trình như sau. CN trung bình H2N trung bình cộng 2 cộng cho oxy thì số là x cộng y chia 4. Chúng ta thu được N trung bình CO2 cộng cho N trung bình cộng 1 H2O. Được, khối lượng ở đây người ta cho chúng ta là 10,2 gram. Mol đây là 1,15 mol. Qua yêu cầu chúng ta là tính khối lượng CO2 và khối lượng nước. Như vậy đây mình đặt cái số mol CO2 là A mol. Thì đây là B mol. Khi đó chúng ta sẽ có như sau. Mình có hệ này. Thứ nhất là dùng bảo toàn oxy. Và cái thứ hai là khối lượng của hỗn hợp X. Bảo toàn oxy. Oxy với phải là 2A cộng cho B. Bằng oxy với trái là bằng 1,15 nhân cho 2. Rồi, khối lượng X thì chúng ta biết là khối lượng X gồm có C và H. Như vậy khối lượng X sẽ bằng 12 CO2 cộng 2 lần mol nước và bằng 10,2. Từ đây mình sẽ suy ra được A và B. Ở đây mình bấm máy tính thì mình tính được A là bằng 0,7 và B là bằng 0,9. Được chưa? Sau khi đã có A và có B rồi đó thì chúng ta đi tính được khối lượng của CO2 và khối lượng nước. Từ đây em tính được khối lượng CO2 lấy 0,7 em nhân cho 44 thì đây bằng 30,8 gram. Tính khối lượng nước lấy 0,9 nhân 18 là bằng 16,2 gram. Chúng ta hết đi A và đường đi B. Tìm công thức phân tử của hai alkan và tính phần trăm theo thể tích theo khối lượng của mỗi alkan trong hỗn hợp. Rồi bạn nghe kỹ nè. Ở đây thầy sẽ chứng minh cho bạn là gì? Nếu mà lấy mol nước trừ đi mol CO2 thì ra mol alkan. Bạn nghe kỹ nha. Thầy ghi lại cái phương trình trên này nè. CN trung bình H2N trung bình cộng 2. Hệ số oxy là x cộng y chia 4. O2 thu được NCO2 cộng cho N cộng 1 H2O. Rồi, bây giờ thầy sẽ chứng minh là nếu mà lấy mol nước mình trừ đi mol CO2 thì ra mol của alkan. Như vậy đây thầy đặt cái số mol alkan là x mol này. Thì chuyển qua đây phải là N trung bình x không? Chuyển qua đây là N trung bình x cộng cho x. Nếu em lấy mol nước em trừ mol CO2 thì NX trừ NX là hết, như vậy còn lại X, mà X tức là mol của alkan. Được chưa? Từ đây chúng ta suy ra được mol của hỗn hợp hai alkan, trong trường hợp này là hai alkan, sẽ bằng mol nước là mình đặt là B đúng không? B là 0,9. Mol CO2 mình đặt là A là 0,7 thì thằng này là bằng 0,2 mol. Được chưa? Khi đó thì chúng ta sẽ đi tính được số C trung bình của hai alkan. Số C trung bình tức là N trung bình đấy. Thì em lấy mol CO2 này, em chia cho mol alkan thì NX trên NX là hết, đúng chưa? Như vậy nó bằng mol CO2 trên mol hai alkan. Mol CO2 là N trung bình X chia cho X thì còn lại N trung bình.
Được chưa? Ở đây mol thằng này là 0,7, mol này là 0,02. Thế đây mình tính được là bằng 3,5. Theo đọc đề này. Ở đây người ta cho hai thằng này là kế tiếp nhau. 3,5 thì nó kế tiếp giữa 3 và 4. Như vậy giữa đây mình sẽ suy ra được hai ancan. Giờ đây suy ra được hai ancan. Hai ancan là C3H8 và C4H10. Được chưa? Rồi yêu cầu chúng ta làm gì? Đây. Yêu cầu chúng ta là xác định công thức phân tử xong rồi, tính phần trăm theo thể tích và phần trăm theo khối lượng. Rồi. Như vậy cái đó mà đặt cái số mol thằng này là ít mol, này là y mol. Cái đó mình sẽ có này, không hợp thì cho không hợp x đi. Cái đó mình sẽ đi giải hệ, đó là mình có mol của x và khối lượng của x. Mol x là bằng x cộng y. Không, nãy nếu mà đặt đây là mình đặt t đi em ha. Mình nghe kỹ, ở đây mình đặt t để dưới này đặt ở đây cho nó khỏi trùng. Đặt t này để mình chứng minh công thức nhé. Rồi, x cộng y. Ở đây mình tính được nó là bằng bao nhiêu đây? Bằng 0,2. Khối lượng của C3H8 12 nhân 3 cộng 8 44. 44x cộng cho 12 nhân 4 cộng 10 58y. Bây giờ bằng khối lượng đề bài cho lúc đầu là 10,2 gram. Đây em ơi. Đây là 10,2 gram. 10,2 gram. Cái đó em đi giải mã em tìm được x, tìm được y. Mình tìm được x bằng 0,1 và y bằng 0,1. Cái đó chúng ta tính phần trăm về thể tích và phần trăm về khối lượng đó là xong. Đầu tiên tính phần trăm về thể tích đi. Phần trăm thể tích của C3H8 thì đúng bằng phần trăm về số mol luôn. Tỷ lệ thể tích cũng là tỷ lệ mol. Rồi, em sẽ lấy mol hắn chiếm là 0,1 chia tổng mol. Tổng mol ở đây là 0,2 nhân cho 100%. Cái đây là bằng 50%. Cái đó mình sẽ ra được phần trăm thể tích của C4H10 là bằng 50%. Tiếp tục, em tính phần trăm khối lượng của C3H8. Chúng ta lấy khối lượng hăng chiếm chia tổng nhân xị. Khối lượng C3H8 là 44 nhân 0,1 chia tổng là 10,2. Đây vậy. Thì đây mình tính được là bằng xấp xỉ 43,14%. Được chưa? Và phần trăm khối lượng còn lại của C4H10 lấy 100 trừ đi 43,14 56,86. Đó. Như vậy đây là toàn bộ những gì mà đề này cung cấp nha. Đề này khá là hay em nha.